chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo báo giá. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Nghiệp vụ bán hàng theo báo giá được thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với kế toán bán hàng, sẽ hạch toán nghiệp vụ theo 4 bước. Bước 1. Lập báo giá gửi cho khách hàng. Bước 2. Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ báo giá. Bước 3. Xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Và bước 4. Lập phiếu xuất kho. Đối với thủ kho, sẽ thực hiện việc ghi sổ kho, phản ánh việc xuất kho hàng bán. Bây giờ, mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1. Kế toán bán hàng, lập báo giá gửi cho khách hàng. Anh chị vào phân hệ bán hàng, chọn tab báo giá, nhấn thêm. Anh chị khai báo thông tin của khách hàng và nhập thông tin ghi chú để diễn giải nội dung của báo giá, giúp anh chị dễ dàng quản lý báo giá trên màn hình danh sách. Anh chị chọn nhân viên bán hàng và nhập thông tin về báo giá được lập. Trong đó, số báo giá được phần mềm tự động hiển thị sẵn theo thiết lập tại menu hệ thống tùy chọn. Ngày báo giá là ngày anh chị lập báo giá trên phần mềm MISA, anh chị có thể thay đổi lại thông tin này nếu cần. Anh chị nhập ngày hết hiệu lực của báo giá. Sau ngày này thì báo giá vừa lập sẽ không được hiển thị để chọn lên các chứng từ bán hàng nữa. Tại tab hàng tiền, anh chị chọn các mặt hàng mà khách hàng yêu cầu gửi báo giá chi tiết. Sau đó nhập số lượng, đơn giá, tỷ lệ chiết khấu nếu có và thuế suất thuế giá trị gia tăng. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Tại đây thì anh chị có thể in được báo giá để gửi cho khách hàng bằng cách nhấn in và chọn mẫu báo giá cần in. Tiếp theo, anh chị thực hiện bước 2, lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ báo giá. Anh chị vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng và nhấn thêm. Anh chị chọn loại chứng từ bán hàng cần lập. Sau đó, chọn phương thức thanh toán. Nếu chọn thu tiền ngay thì phần mềm sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản mà tự động sinh ra các chứng từ thu tiền tương ứng trên phân hệ quỹ hoặc ngân hàng. Nếu chọn chưa thu tiền thì phần mềm sẽ hiển thị thông tin điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán để anh chị khai báo. Trường hợp mà khi khai báo danh mục khách hàng, anh chị đã thiết lập những thông tin này gắn với từng khách hàng rồi, thì tại đây, sau khi chọn khách hàng, phần mềm sẽ tự động hiển thị sẵn giúp anh chị. Trường hợp khi bán hàng xuất hóa đơn luôn cho khách hàng, anh chị tích chọn vào ô lập kèm hóa đơn. Còn trường hợp chưa lập hóa đơn, thì anh chị bỏ tích chọn ô lập kèm hóa đơn. Sau đó, anh chị tích chọn lập từ báo giá. Tiếp theo, anh chị chọn báo giá muốn lấy thông tin lên chứng từ bán hàng bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên hoặc nhấn vào biểu tượng kính lúp để thiết lập điều kiện tìm kiếm báo giá. Sau khi anh chị chọn báo giá, thì phần mềm sẽ tự động lấy thông tin về khách hàng và các mặt hàng đã khai báo trên báo giá sang chứng từ bán hàng. Anh chị kiểm tra lại thông tin khách hàng và hàng hóa được lấy từ báo giá sang. Tại đây thì anh chị có thể nhập bổ sung thêm hoặc sửa đổi thông tin nếu cần. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Tiếp theo, anh chị chuyển sang thực hiện bước 3, xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng. Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng, anh chị có tích chọn lập kèm hóa đơn thì anh chị có thể xuất được luôn hóa đơn bằng cách nhập trực tiếp thông tin hóa đơn tại tab hóa đơn. Trường hợp anh chị lựa chọn sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn tại menu hệ thống tùy chọn chung thì phần mềm sẽ hiển thị thêm chức năng cấp số hóa đơn. Anh chị nhấn cấp số hóa đơn, phần mềm sẽ tự động cấp số hóa đơn liên tục giúp anh chị. Tại đây thì anh chị có thể in được hóa đơn bằng cách nhấn in và chọn mẫu hóa đơn cần in. Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng, anh chị không tích chọn lập kèm hóa đơn thì anh chị thực hiện xuất hóa đơn cho chứng từ bán hàng bằng cách vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng. Trên danh sách chứng từ bán hàng, anh chị chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng lập hóa đơn. Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin từ chứng từ bán hàng lên hóa đơn. Trường hợp anh chị không sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, thì tại đây anh chị tự nhập các thông tin của hóa đơn vào mục hóa đơn, sau đó nhấn cất.
Ngược lại, nếu anh chị có sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, thì anh chị nhấn cấp, sau đó chọn chức năng cấp số hóa đơn để phần mềm tự động cấp số hóa đơn liên tục giúp anh chị. Cuối cùng, anh chị chuyển sang thực hiện bước 4, lập phiếu xuất kho. Trường hợp khi mà lập chứng từ bán hàng, anh chị có tích chọn kiêm phiếu xuất kho thì phần mềm sẽ tự động sinh tác phiếu xuất và sau khi anh chị cấp chứng từ bán hàng thì phần mềm sẽ sinh ra phiếu xuất kho. Còn trường hợp anh chị không tích chọn kiêm phiếu xuất kho thì anh chị thực hiện lập phiếu xuất kho bằng cách vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng. Trên danh sách chứng từ bán hàng, anh chị chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất kho, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng lập phiếu xuất. Anh chị kiểm tra và khai báo bổ sung thông tin phiếu xuất kho nếu cần, sau đó nhấn cấp. Hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin chứng từ xuất kho vừa lập sang tab nhập xuất kho của phân hệ kho. Tại đây, anh chị có thể in được phiếu xuất kho bằng cách nhấn in và chọn mẫu phiếu xuất kho cần in. Đối với thủ kho, thì sau khi xuất kho hàng hóa, thủ kho sẽ thực hiện việc ghi sổ kho. Anh chị vào tab đề nghị nhập xuất kho. Tại đây thì tất cả các chứng từ phiếu xuất phiếu nhập đã lập sẽ tự động được hiển thị trên danh sách. Anh chị mở phiếu xuất kho vừa lập lên. Sau đó, thực hiện kiểm tra lại thông tin trên phiếu xuất kho với thông tin thực xuất. Nếu có sai lệch, anh chị ghi số lượng thực tế xuất kho vào cột số lượng thực xuất và có thể ghi nguyên nhân vào phần ghi chú. Sau khi kiểm tra xong thông tin, anh chị nhấn ghi sổ, phần mềm sẽ tự động ghi vào sổ kho của thủ kho. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị xong cách thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo báo giá rồi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Xin cảm ơn và chúc các anh chị thực hiện thành công.